bắt khẩn cấp Huy Đức liên quan gì đến tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân ủy viên Bộ Chính trị? Việc gần đây nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt hàng loạt những tiếng nói trái chiều là sự tái khẳng định việc đàn áp tự do biểu đạt cũng như tự do ngôn luận. Xung quanh lý do Bộ Công an khởi tố bắt giam đối với nhà báo Huy Đức, nhiều ý kiến cho rằng liên quan đến một vài status mang tính nhạy cảm trong thời gian gần đây của ông. Những status này đề cập những các sai lầm về chủ trương của Tổng Trọng cũng như chỉ trích cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lạm quyền. Nhưng việc đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho ông Trọng và ông Tô Lâm quy cho họ là thủ phạm đưa ra yêu cầu bắt giữ khẩn cấp với nhà báo Huy Đức xem ra chưa thực sự công bằng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc chỉ trích các lãnh đạo cấp cao đang đương chức, ông Huy Đức còn viết status tấn công vào Tổng Bí thư Lê Duẩn và con trai ông Ba Duẩn là tiến sĩ Lê Kiên Thành. Được biết, ông Lê Kiên Thành rất tức giận và đã gửi đơn thư đề nghị các cơ quan chức năng của Đảng xem xét xử lý nghiêm nhà báo Huy Đức. Được biết, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn uy tín với giới chức lãnh đạo quân đội hiện nay, cũng như vẫn có tầm ảnh hưởng lớn với việc trân trọng. Do đó, công luận bỏ qua sự kiện tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 trên tổng số 6 ghế ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiêm trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Cho nên, việc xử lý nhà báo Huy Đức theo đúng trình tự sẽ do trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, một tân ủy viên Bộ Chính trị tham gia chỉ đạo và đưa ra yêu cầu nhanh chóng xử lý Huy Đức với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an là điều chắc chắn. Nhà báo Hoàng Linh, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, một đồng nghiệp của nhà báo Huy Đức và cả hai cùng từng dính đến vụ án trùm xã hội đen Trương Văn Cam, tức Năm Cam. Ngay sau khi nhà báo Huy Đức bị khởi tố bắt giam, thì nhà báo Hoàng Linh đã có một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân đưa ra nhận xét. Huy Đức nổi tiếng với cuốn sách Bên Thắng Cuộc và sau đó Huy Đức cũng nổi tiếng hơn với bài bình luận chính trị, sau đó là những tin tức mang tính chất tiết lộ. Ví dụ như vụ bắt ai đó thì Huy Đức là người đầu tiên đưa ra. Ví dụ như vụ bắt Trịnh Văn Quyết, Huy Đức đã sớm đưa ra hình ảnh Trịnh Văn Quyết ăn tô mì tôm và nói rằng với kiểu này có lẽ Trịnh Văn Quyết sẽ ăn mì tôm dài dài, ngầm ý là sắp đi ở tù. Đó là lý do vì sao mạng xã hội đặt cho Huy Đức hỗn danh là chim cú. Bởi theo nhà báo Hoàng Linh, Huy Đức đã gọi tên ai thì không sớm thì muộn, người đó cũng bị chăn kiến, cũng bị bắt. Chưa hết, nhà báo Hoàng Linh nhắc lại, trước đây Huy Đức là nhà báo đã từng công kích trực diện lúc đương chức ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và cuối cùng thì ông Đinh La Thăng cũng bị bắt. Nhà báo Hoàng Linh nhận xét điều đó chứng tỏ cho thấy uy lực của Huy Đức lúc đó với thế lực chống lưng là quá mạnh. Ngoài ra, từ trước đến nay, trong và sau đại hội lần thứ 12, Huy Đức đã tấn công liên tục vào ông Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình theo lệnh từ ai đó. Mà theo tác giả Hoài Linh, anh Huy Đức có một sai lầm chết người tiếp tục nữa, đó là vẻ như anh viết không dựa trên sự thật khách quan hay là chính điều anh suy nghĩ mà viết theo một khuynh hướng của ai đó, của nhóm lợi ích nào đó. Đồng thời, nhà báo Hoàng Linh đã khuyên Huy Đức, chúng ta làm truyền thông đôi khi chịu thiệt thòi, đôi khi túng thiếu, đôi khi cũng thiếu danh vọng, nhưng mà nó an toàn và sẽ làm cho công chúng tôn trọng. Có những vinh quang nhất thời do những nhóm lợi ích mang lại, do những thông tin mang tính rò rỉ mang lại, không bền lâu đâu, thưa các anh chị. Công luận đánh giá rằng đúc kết những điều vừa kể trên có lẽ là bài học cần thiết cho các nhà báo chân chính trong một xã hội kim tiền như ở Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bắt khẩn cấp Huy Đức liên quan gì đến tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân ủy viên Bộ Chính trị. Tổng Trọng và Tô Chủ tịch, ai đứng sau chỉ thị bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức? Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam trong những ngày gần đây, có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại với tình trạng gia tăng bắt bớ với các nhân vật có tiếng nói khác biệt với nhà cầm quyền Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 6 xuất hiện thông tin luật sư Trần Đình Chiển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, đã bị khởi tố bắt giam. Cùng thời điểm đó, nhà báo Huy Đức bị bắt và khám xét nơi ở. Được biết, luật sư Trần Đình Chiển là bạn đồng môn với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Theo giới quan sát, trên mạng xã hội, luật sư Triển thường có các ý kiến ủng hộ ông Tô Lâm, nhưng lại thường chỉ trích ông Nguyễn Hòa Bình về năng lực và trình độ. Khác với nhà báo Huy Đức, cho đến nay, người ta vẫn chưa hiểu lý do vì sao luật sư Triển lại bị khởi tố, bắt giam trong lúc này. Có ý kiến cho rằng, người có tài thì lắm tật.
ông Huy Đức hay ông Trần Đình Chiển đều nằm trong số những người như vậy. Họ là những người có chuyên môn, cũng như có trình độ cao, có mối quan hệ rộng rãi với các quan chức cấp cao. Do đó, họ phải gánh chịu số phận của những người luôn phải đứng giữa các làn đạn của các thế lực chính trị cấp cao trong đảng. Việc bắt hay không bắt một ai đó phụ thuộc vào tình hình chính trường, sự thắng thua của người chống lưng cho họ. Huy Đức bị bắt chứng tỏ phe của kẻ chống lưng trong ta đang thua cuộc. Một câu hỏi đặt ra là Tổng Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, ai là người đứng sau việc bắt nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển nói riêng, hay chủ trương dập tắt những tiếng nói trái chiều ở Việt Nam nói chung? Nhà báo luật sư Lê Quốc Quân đã đưa ra nhận xét trên trang Facebook cá nhân như sau. Cả nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển đều là người Hà Tĩnh. Họ bị hai mũi tên tấn công, bắt khẩn cấp vào cùng một thời điểm. Trước đó có ba nghệ nhân đều bị bắt về tội trốn thuế. Đó là luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Nhưng với động cơ chính trị rõ ràng. Đồng thời, ông Lê Quốc Quân cũng đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại như sau. Chưa bao giờ một tư duy về bang hội, về địa lý, phe nhóm dữ dằn như hiện nay, cũng chưa bao giờ đại biểu Quốc hội lại lo lắng, lặng câm như bây giờ. Cứ nhìn vào gương đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là các đại biểu Quốc hội run sợ. Facebook Nguyễn Chiến Thắng, một người Việt Nam định cư tại châu Âu cũng đưa ra nghi vấn như sau. Trước đây, nhiều người không hiểu cứ đổ cho Tô Lâm, từ đàn áp biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đặc khu rồi bắt bớ tù đầy các nhà hoạt động môi trường, rồi giết cụ Kình, ra lệnh cho bằng được Trịnh Xuân Thanh bắt cóc ở đó. Cho đến bây giờ, khi Tô Lâm đã bị đá ngược lên trên, nhưng bắt bớ đàn áp vẫn diễn ra còn gắt gao hơn. Mới nhất là vụ bắt nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển đã cho thấy bàn tay của kẻ nào đó đã nhúng vào tất cả các cuộc bắt bớ, đàn áp, giết người từ trước tới nay. Theo giới khảo tin, không khó để hiểu rằng ông Nguyễn Chiến Thắng đang ẩn ý thủ phạm chính là ông Tổng Trọng. Nhưng ngược lại, trong bài viết Vì sao nhà báo Huy Đức bị bắt khẩn cấp của tác giả Nam Việt đã đánh giá như sau. Lâu nay, nhà báo Huy Đức được coi là người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng trong các chính sách điều hành đất nước và đặc biệt là trong vấn đề chống tham nhũng. Nhưng có ý kiến nói rằng những bài viết gần đây được viết dưới sự hậu thuẫn của ông Trọng, tức là ông Trọng tự chịu đau để lấy đà cho cuộc dọn dẹp, thao túng của ông Tô Lâm đang diễn ra. Nhà báo Nam Việt nhận định tiếp, Tô Lâm dường như đã nhận thức thấy chuyện gì sắp xảy ra với mình. Vì vậy có ý kiến cho rằng tên bạo chúa này, tức là Tô Lâm, lập tức tiến hành bắt giữ nhà báo Huy Đức, mỉa mai thay cũng dựa vào điều luật 331 và 117 của Bộ Luật Hình Sự mà Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn y trong việc chấn áp cả nước. Về việc Huy Đức bị bắt ngoài tư liệu của ông Nguyễn Phú Trọng, điều này dường như vượt ra khỏi tầm tay của ông Tổng Bí Thư. Công luận Việt Nam cũng có nhận định chung rằng có vẻ như ông Trọng không muốn Tô Lâm trở thành người nắm quyền cao nhất của Đảng và đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc thanh trừng để mà hạ bệ Tô Lâm. Theo đó, đây là biện pháp cùng đôi bên một công đôi việc. Ông Trọng phe cánh sẽ loại trừ con hổ ăn thịt tất cả các đồng chí của mình. Về quyền tự do ngôn luận và biểu đạt Việt Nam, theo đánh giá xếp hạng mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam gần như đội sổ ở bảng chỉ số về tự do ngôn luận, với vị trí chỉ có 174 trên tổng số 180. Nó còn tệ hơn cả ở Nga, là 162 trên 180 và Trung Quốc, 172 trên 180. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Trọng và Tô Lâm, ai đứng sau chỉ thị bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.